Úc xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với kênh. Trong chuyên mục chia sẻ về ý nghĩa những con số thiên thần hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn con số 1929. Con số này thì nó có ý nghĩa là cần thực hiện một quyết định. Con số này muốn nói đến cái thái độ của bạn và muốn nhắc nhở từ các thiên thần rằng bạn nên quyết tâm và thực hiện một mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những trở ngại mà bạn đang gặp phải chính là thứ giúp bạn trở nên tốt hơn. Vì vậy, bạn nên thay đổi thái độ với những thử thách mà bạn sẽ gặp phải trong cuộc sống. Hơn thế nữa, đôi khi bạn sẽ học được điều gì đó thông qua nỗi đau, nhưng đừng bận tâm vì bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Về cơ bản, những thứ ý tưởng bạn đạt được thông qua con số sẽ giúp bạn vượt qua những điều lớn lao trong cuộc sống. Khi các bạn nhìn thấy con số này thì có thể bạn đang trải qua một chặng đường đời hơi khó khăn một chút. Nói một cách khác là bạn nên áp dụng một cách tốt nhất để chúng ta vượt qua mọi thử thách. Bên cạnh đó, điều quan trọng là bạn phải biết bước tiếp theo cái bước chân của bạn. Và đây là cơ hội để bạn nhìn được giá trị của bạn và chấp nhận con người của chính bản thân mình. Nếu bạn có một thái độ tích cực thì việc giải quyết các chướng ngại vật sẽ không là vấn đề gì đối với các bạn. Và các thiên thần muốn nói với các bạn rằng bạn đang làm một công việc tuyệt vời cho chính cuộc đời của mình. Số thiên thần 1929 chia sẻ rằng bạn đang hoàn thành một dự án lớn, vĩ đại và điều này sẽ đưa bạn đến gần hơn với định mệnh tâm hồn của chính bản thân mình. Các thiên thần số 1929 này, nó có số 1, số 9 và số 2. Số 1 muốn nói với bạn rằng dẫn dắt người khác đến một tương lai tuyệt vời bằng cách hướng dẫn nguồn năng lượng tích cực mà bạn đang tìm kiếm bây giờ. Thiên thần số 9 muốn nói với các bạn rằng hãy kết thúc luôn những điều tốt đẹp mà bạn đang nghĩ là nó tốt đẹp và hãy nhớ rằng bạn phải thấy thoải mái hơn nhiều về những cái điều mà các bạn đã lựa chọn chúng. Thiên thần số 2 muốn bạn giúp đỡ với tất cả những cái gì mà các bạn đang khó khăn thì hãy mạnh mẽ lên, vượt qua nó theo bất kỳ cách nào mà bạn có thể thực hiện được. Và số 19 muốn nói rằng là các thiên thần sẽ hướng dẫn cho bạn tất cả những gì mà bạn có thể thành công ở phía trước và các thiên thần luôn ở bên cạnh bạn, hỗ trợ bạn để bạn tích cực làm những cái điều mà bạn mong muốn. Và các thiên thần luôn ở bên cạnh chăm sóc cho các bạn. Thiên thần số 99 muốn nói với các bạn rằng hãy hướng đến cái định mệnh linh hồn tuyệt vời đó của mình. Những kế hoạch linh hồn, bạn hãy hoàn thành nó và hãy tiếp tục bước tới nó và bạn sẽ đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Và bạn hãy luôn tập trung vào những mục tiêu mà bạn có trong cuộc đời này. Bất kể là nó lớn hay nó nhỏ thì bạn hãy đi từng mục tiêu một mà bạn đã đặt ra. Cuối cùng, tất cả những điều nhỏ nhặt nó sẽ tích góp lại, sẽ tạo nên được cái sự lớn lao trong cuộc sống của các bạn. Con số 929 muốn bạn biết rằng bạn có khả năng trở thành một tấm gương tích cực cho những người đang tìm kiếm một sự giúp đỡ nào đó. Vì vậy, bạn hãy dẫn dắt những người khác đến những khoảnh khắc tuyệt vời bằng cách chia sẻ những kỹ năng xuất sắc của bạn với họ theo cách mà họ có thể sử dụng như một bước đệm để cải thiện cuộc sống của chính họ. Bạn đã là đang làm một công việc rất tuyệt vời để tốt hơn cho cuộc sống của chính bản thân bạn. Và các thiên thần hộ mệnh đang rất vui mừng khi thấy bạn tiếp tục hoàn thành mọi thứ và đang tiến về phía trước một cách tích cực và mạnh mẽ. Và hãy mạnh mẽ lên nhé, không bao giờ nhượng bộ bất kỳ điều gì cả. Hãy mạnh mẽ lên và những cái gì mà khó khăn nó sẽ trở thành sức mạnh để bạn tiến đến những mục tiêu mà bạn mong muốn. Và hãy cảm thấy là mình kiểm soát được cảm xúc của chính bản thân mình và viết ra những cái kế hoạch để bạn đạt được những cái điều mà các bạn về đích. Và bạn sẽ là người chiến thắng và bạn sẽ là người ngưỡng mộ chính bản thân mình bởi vì bạn ngày càng trưởng thành hơn nhờ những cái khó khăn của chính bản thân mình. Và với một ý nghĩa rằng bạn được sinh ra với một năng khiếu rất là đặc biệt, vì vậy hãy tận hưởng nó, hãy sử dụng nó để trở thành một cơ hội và hãy dồn hết sức của mình vào cái món quà đặc biệt này. Và bạn phải quyết tâm bước về tương lai và
bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình thực hiện được những điều mình mong muốn. Chúc bạn luôn thành công, bình an trong cuộc sống này. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.